Nè, giờ ba đố tụi con là ba đứa luôn. Cái này kêu bằng cái gì? Gọi Jesse nè, ra đi. Nãy gì? Cái gì vậy? Không biết luôn. Không biết một đứa. Được. Tôi mày. Tôi mày. Kẹo. Hả? Đậu hũ. Đậu hũ. Cái này là đậu hũ. Không biết cái đó là cái gì đó. Không cái phải cái gì đó ngọt. Trái gì đó là trái gì? Ở đâu? Đã từng ăn ở đâu? Đi Cà Mau. Đi Cà Mau đâu có ăn cái trái này đâu. Có đi Campuchia chứ. Đi đâu? Đi qua cây cầu á. Đi Campuchia đó là cây thốt nốt và trái thốt nốt. Cái này không phải trái thốt nốt. Nó tương tự luôn. Nó tương tự cây thốt nốt luôn. Nhưng mà cái này là cái này là cái trái của cái trái dừa nước. Trái dừa nước, trái dừa nó là cây dừa nước nó nằm dọc bờ sông bờ kinh á. Chị biết nghe ba nói không? Cây dừa nước. Ăn thử không? Ba mới mua nè. Ba mới mua. 20.000 bịch á. 20.000 bịch á. Chết xì. Ba mua về cho tụi con ăn thử á, với ăn biết trái gì nữa không để hồi mở. Chưa. Chưa. Đi gặp mà đi mua rồi đó, đi ăn kia đó. Chúng kia là cái thốt nốt chị ơi. Bây giờ ba mở dưa Google ba cho coi cái hình cây dừa nước ha. Trời ơi, toàn dân gì dân Sài Gòn gốc miền Tây mà không biết cây dừa nước, trái dừa nước đó. Thấy không? Ngủ nay biết không gốc? Gốc biết trái dừa nước gốc.